Xin chào tất cả các bạn, mình là Nam ở bên cửa hàng guitar Isaac. Bên mình thì chuyên máy đàn cho những bạn mới tập chơi, những người đã biết chơi, với những cái đàn giá rẻ từ 4-500 cho đến 1, 2, 3, 4 triệu và rất nhiều mức giá. Và hầu hết thì các bạn biết đến cửa hàng của mình thông qua những cái đàn guitar acoustic. Các bạn thể nhìn đằng sau đây, 10 cây thì có thể đến 9 cây là cái đàn guitar acoustic. Đó là những cái đàn guitar dành cho những bạn chơi đệm hát, những bạn mà thích kiểu quây quần tụm 5 tụm 3 và đông đông một nhóm người và hát những bài hát nhạc trẻ sôi động, thì bạn thường dùng dây kim loại thế này, đó rất là vang to. Tuy nhiên thì có một vài bạn thích guitar nhưng mà các bạn lại tìm cho mình một cái xu hướng, đó là một mình hoặc là hai ba người bạn thân với nhau thôi trong một phòng, một nhóm rất là nhỏ với nhau, và các bạn chơi những cái đàn những cái bài hát nhẹ nhàng, những bài hát về Hà Nội, những bài hát về nhạc Trịnh Công Sơn đó, thì các bạn sẽ chọn đến những cái đàn guitar classic. Và một điều nữa là với những bạn mới tập chơi, đặc biệt là nữ, thì các bạn hay chọn những cái đàn classic vì nó là dùng dây ni lông thì bấm nó êm tai hơn rất là nhiều đó. Thứ hai nữa thì có một vài bạn thì cũng chọn đến classic để tập vì là cần đàn nó rất là to thì các bạn dễ để bấm các hợp âm này và nó không bị chạm sang các dây khác đấy. Thì có rất nhiều lý do để khiến các bạn chọn một cái đàn guitar classic. Và trong ở đây thì mình giới thiệu một cái đàn guitar classic với giá mình đã để trên tiêu đề rồi đấy. Và với cái đàn này thì mình thấy rất là phù hợp với những bạn mà mới bắt đầu chơi, và các bạn cũng có xu hướng rằng có thể dùng nó luôn vì nó cũng là, tuy nhiên ở mức độ vừa phải một mình thôi, một mình và hay vừa phải thôi, còn chưa thể hay quá được, vì đây với cái đàn này thì nó chưa phải là một cái đàn giá cao, chỉ là tầm trung dưới 1 triệu thì vẫn không phải một cái đàn guitar quá tốt. Bây giờ mình xin đi hơi dài dòng một chút rồi thì mình xin đi chi tiết luôn về cây đàn này. Đầu tiên về mặt đàn của nó là gỗ thịt đúng không ạ? Bạn nhìn thấy chắc chắn rồi, nhìn vân gỗ rất là đẹp và mịn. Các bạn đến tận nơi bạn cầm sẽ cảm nhận được. Đấy ạ, còn vẫn còn những cái như thế này, có nghĩa là những cây gỗ tự nhiên của nó, mắt nó sứt sẹo. Cái này thì rất là mịn, không có sứt sẹo gì cả. Mặt sau thì các bạn đố các bạn biết đây là gỗ gì? Đây là một cái đàn guitar. Hai cái đàn này, cái đàn này là gỗ thịt, còn cái đàn này là gỗ ép. Cái đàn này là 1.300.000 đồng gỗ thịt. Còn cái đàn này là gỗ ép thôi. Nhưng mà được sơn giả gỗ thịt rất là đẹp đúng không ạ? Và cách làm rất là cầu kỳ, vì vậy các bạn nhìn không khác gì một cây gỗ thịt cả. Tuy nhiên vẫn chỉ là gỗ ép thì điều khác nhau nó là âm thanh thôi, còn độ bền của nó thì mình thấy là cũng xem như nhau thôi. Một điều mình rất là ấn tượng cái đàn classic này, đó là với một cái đàn classic nhưng mà đàn lại được lắp thêm bộ phận chỉnh chống cong cần đàn. Đấy. Đó là một thanh thép, kết cấu là một thanh thép từ phần dưới này lên phần trên này. Và khi nó cong thì mình sẽ chỉnh. Có một cái bộ phận chỉnh nữa thì mình sẽ không giới thiệu trong video này vì nó quá chi tiết. Đó. Và với cái điều như vậy thì các bạn, đặc biệt những bạn ở ngoài Bắc mình, thì là thời tiết nó rất là khó chịu, lúc thì nóng vô cùng và lúc thì lại lạnh vô cùng, thì là nó rất là khắc nghiệt, thì bạn không phải lo cái chuyện cần đàn bị cong nữa. Ok, như vậy với cái giá như thế này mình để trên tiêu đề, và các bạn dùng thì với bạn tập và dùng có thể treo chục năm cũng không hỏng được. Ok, và bây giờ mình xin đi vào phần âm thanh để các bạn cùng nghe và tại sao nó có thể dùng được lâu như vậy và tại sao nó lại hơn những cái đàn rẻ hơn ở chỗ nào. Tất nhiên rồi, mình sẽ đánh một bài nhạc, dạo một bài nhạc kiểu nhẹ nhàng. Là về nhạc về trữ tình hay là nhạc không lời mình không biết nhiều lắm đâu, nên mình chỉ biết một chút vậy thôi. Mình đánh ra cái nốt cho các bạn cùng nghe thôi, nhưng các bạn hãy chú ý nghe để cảm nhận, tự bản thân các bạn cảm nhận thôi ạ. Thank you.
nó bị sai một tí. Ok, thì đấy là mình chỉ demo thôi vì mình không biết đánh quá nhiều về nhạc không lời, hay là thậm chí đệm hát mình chỉ biết chuyên về đệm hát nhiều hơn. Ok, nhưng đánh như vậy để các bạn có thể cùng nghe được âm thanh của nó thôi. Đó. Ok, video thì cũng khá là dài rồi, thì các bạn liên hệ với mình qua Facebook mình đã để trên màn hình ở YouTube này, và số điện thoại cũng vậy, và địa chỉ mình cũng để trên màn hình luôn ở phía dưới, hai thông tin liên hệ hai bên và địa chỉ ở phía dưới. Thì có nhiều bạn xem ở trên điện thoại di động thì các bạn sẽ không nhìn thấy cái đó, thì các bạn vui lòng chịu khó tìm một cái nút mũi tên ở ngay góc phải cái góc trái màn hình đấy, có một cái mũi tên chỉ xuống, các bạn kích vào đó thì nó có nút cái giống như hiển thị thêm ấy, thì mình đã ghi số điện thoại, ghi địa chỉ của mình ở trong đó rồi, thì các bạn có thể đọc, chỉ có đọc qua bên đó. Còn về vận chuyển thì bên mình vận chuyển hàng toàn quốc nên các bạn yên tâm. Còn giá thì cái này thì nhiều bạn bảo là đắt hay rẻ thì thực ra mình không bàn nhiều. Đây là giá của bên Viettel, bên vận chuyển mình đang làm việc Viettel Pop thì họ tính thôi, chứ còn thực ra mình không can thiệp vào cái điều đó. Thì mong các bạn thông cảm, đừng có bảo là bên mình chuyển hàng đắt hay rẻ, vì đây là hàng guitar, là hàng cồng kềnh, hàng dễ vỡ nên là cái chi phí bao giờ nó cao hơn những hàng quần áo bạn hay mua. Thì mong các bạn hãy thông cảm, shop chỉ biết gửi giúp các bạn thôi. Thì ok, mình tại vì là cũng không thể có dịp để gặp 100 bạn để nói như vậy nên là mình thôi qua video này mình cứ dài dòng một chút, thì mong các bạn thông cảm. Bạn nào mà xem xong đàn mà ưng luôn thì mua luôn, còn bạn nào muốn dài dòng thì cứ xem thêm một tí. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video giới thiệu về những cái đàn tiếp theo. Xin chào các bạn.